Thưa quý vị, Nghị quyết số 82 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững đã yêu cầu các địa phương tập trung phát triển du lịch theo phương châm sản phẩm đặc trưng, dịch vụ chuyên nghiệp, thủ tục thuận tiện, đơn giản, giá cả cạnh tranh, môi trường vệ sinh sạch đẹp, điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện. Quán triệt nội dung này, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó lấy trải nghiệm của khách du lịch làm trung tâm. Nắm bắt xu hướng và tâm lý du lịch của khách hậu Covid-19. Bên cạnh đầu tư làm mới các sản phẩm du lịch, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đã tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, chú trọng liên kết giữa du lịch với các ngành khác trong chuỗi giá trị với phương châm lấy trải nghiệm của khách du lịch làm trung tâm. Sắp lại toàn bộ trong cái việc định dạng lại cái bộ tiêu chí của Sở Du lịch đưa ra để nhằm đáp ứng được thỏa mãn các cái nhu cầu khắt khe nhất hiện nay của khách. Đây là một cái xu thế bắt buộc. Từ đầu năm đến nay, thành phố Đà Nẵng đã tập trung phát triển nguồn nhân lực du lịch để mạnh xúc tiến các đường bay, thị trường trọng điểm tiềm năng. Do đó không chỉ có lượng khách tăng mà chi tiêu của khách cũng tăng. 5 tháng đầu năm, doanh thu lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 1.545 tỷ đồng, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là lần thứ 4, thứ 5 mình đến Đà Nẵng rồi, nhưng mà ấn tượng về thành phố Đà Nẵng trong mình thì vẫn rất là tốt và quay lại Đà Nẵng thì không bao giờ biết chán cả. Tăng thêm cái tính trải nghiệm của khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế, Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu. Và thứ hai nữa là nó góp phần làm cho thành phố Đà Nẵng ngày càng hấp dẫn, sôi động. Quán triệt phương châm lấy trải nghiệm của khách du lịch làm trung tâm, các doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn thành phố xác định kích cầu nhưng không ồ ạt chạy theo số lượng, giảm giá nhưng không giảm chất lượng phục vụ. Bởi sự hài lòng của du khách sẽ tạo ra hiệu ứng quảng bá mạnh mẽ để ngày càng có thêm nhiều du khách lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến không thể thiếu trong hành trình trải nghiệm nghỉ dưỡng của mình.